Theo thẩm phán của tòa án tối cao, họ cho biết Bộ Y tế có thời gian trong vòng 7 ngày để sửa đổi quyết định này. Bộ có thể chứng minh rằng tình hình dịch bệnh đang cực kỳ tồi tệ và cả nước đang là tâm trọng của dịch bệnh COVID-19, hoặc chính phủ có thể phải ban bố tình trạng khẩn cấp và đảm bảo việc tuân thủ quy định của các nhà hàng và khách sạn thông qua các biện pháp chống dịch. Nếu không có gì thay đổi thì việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực vào nửa đêm từ thứ Ba sang thứ Tư tuần sau. Sau đó, vào tối thứ Tư, sau khi thông qua luật đại dịch, Thủ tướng Peter Fiala cũng đã thông báo từ thứ Tư tuần sau, tức là ngày 9 tháng 2, chính phủ sẽ hủy bỏ việc bắt buộc chứng minh đã tiêm chủng hoặc đã nhiễm COVID-19 khi sử dụng các dịch vụ và tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao và các sự kiện khác. Ngoài ra, theo Thủ tướng Peter Fiala, quyết định này cho thấy rằng việc chính phủ đang cố gắng thông qua dự luật đại dịch là đúng đắn, cũng như phản ứng lại các phán quyết trước đó của tòa án.